Jannara, nữ thần không tuổi nhưng cả đời hối hận vì một câu nói. Có thể nói trong suốt 20 năm gia nhập làng giải trí, vẻ đẹp của Jannara gần như bất biến. Người ta bảo, mỹ nhân nào rồi cũng phải già đi, trừ Jannara. Mỹ nhân Hàn Quốc nổi tiếng bậc nhất trong những năm 2000. Jannara sinh năm 1981, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc. Trước khi ra mắt với vai trò ca sĩ, cô đã nổi tiếng qua các video quảng cáo sản phẩm được chiếu trên TV vào năm 2000. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha Jannara là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng tại Hàn Quốc Ju Ho Sung, con mẹ cũng xuất thân từ Học viện Nghệ thuật Hàn Quốc. Một môi trường quá tốt để giúp Jannara nuôi dưỡng và phát triển tài năng của mình với nghệ thuật. Sở hữu nét đẹp xinh xắn, dễ thương cùng năng khiếu nghệ thuật, Jannara sớm được mời đóng quảng cáo trên truyền hình từ những năm đầu trung học. Cô cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng đều từ chối vì muốn tập trung học hành. Sau khi vào học tại Đại học Chung-gang, Jannara mới thử sức với điện ảnh bằng cách tham gia bộ phim sitcom New Non-Stop. Năm 2002, cô có vai chính đầu tiên trong sự nghiệp với phim Cô Gái Thông Minh. Tác phẩm thành công vang dội với con số rating lên tới 42,6%. Jannara cùng bạn diễn Chan Hyuk được coi là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh hàng thời điểm đó. Thừa thắng xông lên, Jannara tiếp tục góp mặt trong nhiều phim truyền hình đình đám. Trong giai đoạn 2002-2003, cô là gương mặt được yêu thích của mọi lứa tuổi tại Hàn Quốc. Ngoài sở hữu khả năng diễn xuất, Jannara còn ghi điểm nhờ sở hữu giọng hát ngọt ngào. Năm 2001, Jannara chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ solo dưới trướng ông lớn SM Entertainment. Tuy nhiên, vai trò ca sĩ nhạc pop của cô không nhận được quá nhiều sự chú ý. Thứ hạng cao nhất ca khúc đầu Pouring My Face in Tears đạt được là hạng 12 trên bảng xếp hạng âm nhạc trong nước. Năm 2002, MV Sweet Dream của cô trên làng và nhanh chóng gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng. Ca khúc trở thành hit lớn trên các bảng xếp hạng và tiêu thụ được 411.253 bản đĩa cứng. Sweet Dream không chỉ trở thành bản hit trong phạm vi Hàn Quốc mà còn nổi tiếng khắp châu Á, đưa album thứ hai trở thành album thành công nhất sự nghiệp ca hát của cô. Không chỉ gây sốt khắp châu Á, Sweet Dream còn giúp Jannara liên tiếp nhận được những giải thưởng cao quý trong năm như giải KBS Music Awards, MBC Singer Awards, giải đĩa vàng của đài MBC, giải 10 ngôi sao xuất sắc nhất của đài SBS, giải MTV âm nhạc Hàn Quốc. Năm 2002, Jannara tiếp tục ghi dấu một tác phẩm truyền hình đình đám khác của nữ diễn viên là My Love Bazzi, chuyện tình nàng hề. Trong phim, cô hợp cùng hai nam diễn viên trẻ hàng đầu là Kim Rae-won và Kim Jae-won, gây nên cơn sốt khắp châu Á. Năm 2003, Jannara chuyển hướng sang phát triển ở Trung Quốc. Tại đây, cô tiếp tục thành công với hàng loạt những bộ phim ăn khách như Công Chúa Bướng Bỉnh, Xin Chào Thượng Hải, Thái Y Nghịch Ngợm, Kiệu Hoa. Do cô đóng chính đều được chào đón nồng nhiệt tại thị trường Trung Quốc. Tranh thủ sự quan tâm khán giả đất nước tỷ dân dành cho mình, cô còn cho ra mắt một số CD ca nhạc bằng tiếng Trung. Hình ảnh của Jannara trong bộ phim quốc dân Iron Mask Singer nhận được nhiều lời khen của khán giả. Thành công của cô khiến công chúng Trung Quốc có lúc đã quên mất cô vốn là người Hàn Quốc. Trong giai đoạn 2004-2008, Jannara được xem là ngôi sao gốc Hàn thành công nhất tại Trung Quốc với lượng fan cực kỳ hùng hậu. Năm 2008, cô còn là nghệ sĩ duy nhất không phải người gốc Hoa góp giọng hát ca khúc chủ đề của Olympic Bắc Kinh. Năm 2011, Jannara trở lại với truyền hình Hàn Quốc sau thời gian dài vắng bóng trong bộ phim Baby Face Beauty, Mỹ Nhân Đồng Nhan. Đây là tác phẩm cô vào vai chị gái hơn nhiều tuổi nhưng có khuôn mặt trẻ thơ của bạn gái Kim Bum, Oh Yeon Seo. Năm 2012, mỹ nữ không tuổi của Hàn Quốc đóng cặp với Lâm Chí Dĩnh trong bộ phim điện ảnh Flying With Me. Công chúng đặc biệt thích thú với sự kết hợp giữa hai gương mặt trẻ mãi không già của ngành giải trí châu Á. Nữ diễn viên đảm nhận vai trò cô giáo luôn trăn trở về việc dạy dỗ các học sinh trở thành người ngay thẳng, lương thiện trong School 2013. Đây là một trong những bộ phim thành công nhất năm 2013. Sự xuất hiện của Jannara thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong School 2013, Jannara đóng cùng loạt diễn viên trẻ vừa vào nghề như Kim Won Bin, Lee Jong Suk, Lee Si Yong. Sau 5 năm, các diễn viên tân binh trong bộ phim đều đã trở thành những ngôi sao hàng đầu. Jannara tái hợp với bạn diễn Chan Hyuk của tác phẩm đình đám một thời, Cô Nàng Thông Minh vào năm 2014. Họ tiếp tục vào vai tình nhân trong bộ phim chuyển thể kịch bản của Đài Loan, Định Mệnh Anh Yêu Em. Jannara vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi trẻ, trăn trở như lần đầu hợp tác vào năm 2002. Trong khi đó, Chan Hyuk đã lộ rõ dấu vết thời gian trên khuôn mặt. One More Happy Ending phát sóng vào năm 2016 tiếp tục khiến khán giả Hàn Quốc ngỡ ngàng vì nhan sắc trẻ mãi không già của Jannara. Năm 2017, Jannara nhận vai trong bộ phim của Back Couple cùng nam diễn viên Jung Kyu-hoo. Nhan sắc trong trẻo, trẻ trung ở buổi đọc kịch bản của nữ diễn viên khiến nhiều người không tin cô đã 36 tuổi. Người đẹp tiếp tục góp mặt trong bộ phim mang yếu tố giả tưởng, Hoàng hậu cuối cùng.
Tác phẩm được đầu tư công phu là bom tấn truyền hình trong năm sau. Trong phim, nhan sắc của Chanara được ca ngợi là vẻ đẹp như gái 20. Nối tiếp thành công, Chanara có màn thể hiện xuất sắc trong tác phẩm VIP. Ngay khi bộ phim được công chiếu đã liên tục đạt kỷ lục rating và trở thành một trong những bộ phim về chủ đề ngoài hành tinh hay nhất màn ảnh Hàn. Chanara lần nữa trở thành cái tên hot được quan tâm. Cô lại tiếp tục khẳng định vị trí sao hạng A của mình. Hiện tại, cô đang tham gia dự án phim Oh My Baby. Bị tẩy chay suốt 9 năm trời chỉ vì một câu nói. Khi sự nghiệp của Chanara tại Trung Quốc đang lên như diều gặp gió, thì một sự cố bất ngờ xảy đến với cô. Mọi chuyện xuất phát từ phát ngôn của cô trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2009. Khi ấy, các phóng viên hỏi về lý do Chanara đến Trung Quốc đóng phim. Cô đáp, mỗi lần làm phim thiếu tiền, tôi luôn tới Trung Quốc làm việc. Câu trả lời của Chanara đã khiến người Trung Quốc giận dữ. Họ cho rằng, người đẹp xứ Hàn đến Trung Quốc chỉ để kiếm tiền. Các đài truyền hình, nhà sản xuất phim cùng các nhãn hàng đồng loạt quay lưng với Chanara, mặc cho người đẹp xin lỗi và giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm. Cũng từ đó, sự nghiệp của mỹ nhân xứ Hàn tuột dốc không phanh. Cô bị tẩy chay suốt 9 năm trời tại Trung Quốc. Dù từng là một trong những ngôi sao nước ngoài được yêu thích bậc nhất tại đất nước này. Trong khi đó, ở quê nhà, tên tuổi của Chanara cũng bị mai một do khoảng thời gian dài tập trung phát triển nơi xứ người. Vậy là từ mỹ nhân hàng đầu của làn sóng Hallyu, Chanara lâm cảnh chật vật tìm lại cho mình vị thế năm xưa. Rất lâu sau này, khi nhắc lại sự cố năm ấy, Chanara buồn bã chia sẻ. Hôm đó khi ghi hình, tôi chỉ muốn nói đùa về sự khó khăn của mình khi lập nghiệp tại Trung Quốc. Thế nhưng, MC lại hiểu lầm thành cha tôi vì cần tiền làm phim nên đưa tôi tới Trung Quốc. Còn tôi đến đó chỉ vì tiền bạc nên câu chuyện bị đẩy đi xa. Tuổi U40 trẻ đẹp như thiếu nữ nhưng vẫn không có ai yêu. Nếu như những mỹ nhân cùng thời như Kim Tae-hee, Song Hye-kyo hay Ha Ji-won đều có lúc để lộ dấu vết tuổi tác, thì chuyện đó dường như không hề xảy đến với Chanara. Ở tuổi 37, nhan sắc của cô vẫn khiến những cô gái trẻ cũng phải ghen tị. Vẫn là gương mặt búp bê, vẫn là làn da căng mịn đầy sức sống, đôi mắt trong veo biết cười. So với 16 năm trước, Chanara chẳng hề thay đổi. Chia sẻ bí quyết để giữ mãi nét thanh xuân, Chanara cho rằng, tôi được nói trông như nữ sinh bởi thường xuyên được hợp tác với các bạn diễn trẻ tuổi. Họ đối xử với tôi như bạn bè, còn khán giả nam coi tôi như tình đầu thời học trò của họ. Nhờ thế, tôi chưa bao giờ nghĩ mình già đi cả. Sau thời gian dài bị tẩy chay ở Trung Quốc, vài năm trở lại đây, Chanara đã về hẳn Hàn Quốc đóng phim. Sau nhiều nỗ lực, tên tuổi của cô dần được hâm nóng trở lại. Bên cạnh sự nghiệp thành công, chuyện hẹn hò của mỹ nhân 8X cũng là điểm mọi người rất quan tâm. Từng có tin đồn rằng Chanara chính thức bên tài tử Kim Dong-gil sau 8 năm hẹn hò, nhưng cho đến nay đó cũng chỉ là tin đồn. Trước đây, người đẹp 8X còn bị vướng nghi vấn hẹn hò cùng Hà Nhuận Đông trong thời gian cô phát triển sự nghiệp ở Đại Lục. Sau cùng, chính chủ cũng đã lên tiếng bác bỏ nguồn tin thất thiệt này. Tuy sự nghiệp khởi sắc nhưng đường tình duyên của Chanara lại lận đận. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên thổ lộ, cô hy vọng có thể kết hôn trước năm 37 tuổi và làm mẹ ở độ tuổi 40, nhưng hiện tại Chanara vẫn lẻ bóng một mình. Chanara thừa nhận trong suốt 5 năm qua, cô không thích ai và cũng không có bất kỳ người nào theo đuổi. Dù vậy, người đẹp cho rằng độc thân không có gì xấu hổ. Kết hôn phụ thuộc vào duyên phận, tôi không thể quyết định, ông trời xây duyên thì tôi sẽ chấp nhận, nếu không tôi sẽ không kết hôn, cô tâm sự. Hiện tại, Chanara hài lòng với cuộc sống của mình. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường vui vẻ, xinh tươi. Nhìn Chanara ai cũng ngỡ cô vẫn đang sống trong những ngày tháng của tuổi đôi mươi.